chú tốt, Lô Giang Đông Hưng Thái Bình, sử dụng cày 4 chảo lắp cho máy 1802 một cầu. Giang Ma 1802 một cầu kéo dàn 4 cày chảo Vũ Hải, quá khỏe quá nhẹ tải. Đường cày rất đều và ổn định với chất đất thịt dai, quánh. Bà con yêu Vũ Hải xin liên hệ 0982 975 256 hoặc 0936 975 256, địa chỉ xóm 5 Kim Ngọc 1, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình. Ok quá đi chứ. Con này phải sửa lại cái chân ga tí, nó hơi kẹt. Giang Ma 1802 một cầu, 3 máy kéo dàn 4 chảo, đường cắt 1m15, đường cắt 1m1, Vũ Hải. Thả sâu cái cần thủy lực xuống tí nữa chú ơi. Chú bảo đi lắp cày với chỉnh cày nó phải nhàn vậy chứ. Nó chỉnh cả ngày không được cái cày thì chết tôi. Đánh nốt đường trên bờ chứ nào. Vạt đường bờ này luôn để xem nó móc bờ đến đâu chú. Nông được con. Đây thế này là nông lắm rồi, chia được 5 phân đâu. Trông thì nhìn nó vậy thôi. Nó đỏ thế. Đây sâu này. Đây là sâu này. Đây là 5 phân. Cái đấy là cái chỗ mà đỉnh sâu nhất. Đây thì chú cứ nhìn nó thái lát đây này. Đây chú ơi. Đây. Nhìn đi, nó thái này. Mỏng e kia. Năm này là các chú làm giả ăn thật. Nào cái nhồng nó phải sới đi.